hộp trà bình thường thì là bán 650k, bây giờ tri ân cho khách hàng dịp cuối năm còn 399k. Thương hiệu trà Tiên Lầu, mình sẽ bỏ hộp quà này ra để cho các bạn xem một cái sự đẳng cấp của hộp quà đây. Đây là 1kg trà. Về cái hình thức của hộp trà thì quý vị cũng đã biết rồi, nó rất là đẹp và sang trọng, lịch lãm. Nhưng với sản phẩm của trà Tiên Lầu thì chúng tôi lấy cái bản gốc, tức là lấy cái chất lượng làm cái điều quan trọng nhất. Bởi vì sản phẩm của chúng tôi không có tạo màu, không có tạo mùi và không đậy hương liệu, cho nên là hoàn toàn là trà tự nhiên và chăm sóc một cách đặc biệt, hữu cơ chuẩn của Việt Gáp, của OCOP. Cho nên là đối với các sản phẩm như thế này, nếu như quý vị nào mà đã tin dùng đến sản phẩm của trà Tiên Lầu rồi, quý vị sẽ thấy được cái giá trị của nó. Một cái hộp trà to đẹp như thế này, ngày bình thường thì bán 650k, và bây giờ tri ân cho khách hàng dịp cuối năm chỉ còn 399k.